anh đấy nghe. Cái này mà anh có lấy không? Hay nhờ kiếm. Về gặp sư nghe. Vâng. Đấy. Tôi mua ăn 3 cân thì nhớ màu đen chưa?
Stop.
bên kia sang bên này đường quá là
nhau em. Thì ơi chém nhé.
Thừa hả? Chơi luôn đấy. Đâu cái gì? Còn vừa lướng xong vẫn còn nóng lắm. Không có vệ sinh thực phẩm như không ấy cầm. Đây, đấy. Miếng này miếng nhỏ, úi giời. À, hay quá trời. Miếng nhỏ hơn là miếng to. Ok. Có hai miếng. Cái này vàng này. Cái này vàng có lấy không? Cái này miếng to hơn. Ừ, lấy khác. Cảm ơn đấy kia. 200 hai nhiều tiền nhỉ. Sườn ngon này. Anh ơi có mua sườn không anh ơi? Có chứ. Đây em ra luôn đây. Đưa cầm không? Thôi con cầm lấy. Bà ơi, bà cho con lấy. Chị cầm về ăn, cầm về mâm mâm mẹ chặt ăn. Nào, về cầm về mẹ ăn. Vâng. Nào, đau cái tay. Nó thích trẻ con mà không sao đâu. Nào đâu. Rửa chén nha. À Kỳ ạ. Nó không cắn đâu ơi. Chúng ta có nhiều cần lợi nha. Đi bye bye các bạn nha. Vâng. Mang kỳ ạ. Mang kỳ ạ. Con khỉ luôn đi con.
Thank you.
Liệu có ngã không?
To đấy. Ôi, con này to. Quang về cho ông nhá. Ở bên con. Con.
Mỗi con này phải hơn 2 cân nhỉ? Cháu nghĩ là phải hơn 2 cân đấy. Con to kia. Được. Vẫn sống mà. Đấy quán đấy thằng chuyển vào cái quán Nga đấy. Phải mượn cả chai mà bán. Một con đấy được mấy cân? Con này được hơn 2 cân. 2 cân 2. Hơn 2 cân thì hết thì 400 nghìn đâu. Con quang mua được. Con mèo này. Con mèo này. Đấy là đồ giờ. Con cá đi bao tiền. Đấy đồ giờ mình lấy đã biết bao tiền. Đây tiền đây đây. Đây. Đã. Đâu đóng đi, chứ em nhân ra thế nào? Phải là 9. Mấy cơm? 35 nghìn cơm. Mình cứ tính chốt là thôi mới tính nào rồi nhé. Không? Sắp hết rồi. Mình cứ làm con thì là làm cả. Bắt làm những con nào mà nó to hơn các con của những người. Ừ, thế bây giờ mua đến cuối là có con. Ngọt nhờ. Cái con nào nó to nhất. Mấy anh cũng thích lắm. Cá to không hiểu gì. Cá lấy to. Con nào cuối cùng sẽ phải chết thôi. Thì nhớ con kia sẽ lấy cái con to nhất thì cái. Con A2 con 6 phải rưỡi. 27 đi vẫn thế. Để một con nữa. Đây để cho chị con này. Xong ơi con lấy cá chim thôi. Mẹ bắt một con nhá. Em đâu rồi? Con ba cân thì nhớ hai cân. Con nào tầm hai cân tính bán không? Đúng, con được đập chị gạo ấy. Con này hai cân. Chúng nó còn ăn đi khác. Mặt mày tao đéo cho là được cái gì. Nam mông cô. Đấy đưa ra đi. Đưa cho xe vào. Tiền mua tinh tiền trên 200 một tiền trái cây lên nó nữa. Lấy của má đấy các má nhá. Ở đấy thì bán. Con là tài thế ai muốn mà. Lấy thêm ra lai quả cho nhau. Thank you.
đường cho nó được đủ. Thank you.
vịt không? Buồn thế, lên đây buồn thế. Thế em này không? Không ăn được, không, cái này không ăn được. Không ăn được, không ăn được, không ăn được. Không ăn được, không ăn được. Ăn cái nào được cắt. Còn đi ăn cả đất nữa cái con này.
được cháu cứ. Vâng ạ, cô cứ đi về đi, xong bởi cháu mang vào đấy. Đây, thúng rồi này. Vâng. Cô đây, cô và đây. Cô đi. Bà già quay cái gì? Có gì đâu chứ. Bà nước bấm, để nó bấm chưa? Rồi. Anh xuyên quyên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi cho bán. Đây được bán thế với mấy bán một thế cũng đi theo đèo đèo thôi. Đéo bán. Mày đi giờ đó 5 đồng bán. Mày bán rẻ mà Đức bảo mua mấy cân nữa. Hoàng Sài Gòn 10.000 một cân, quýt 15 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, dừa 12 nghìn một quả, khi bỏ ra đông nước em cho thì luôn một quả 10.000 một cân, quýt 15 nghìn một cân, cam. Hai cân lên nhà mình. Hoàng Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Dưa Hoàng Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân. Dương một Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Dương một Sài Gòn 10.000 một quả. Dương một Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Dương một Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Dương một Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, hồng 20.000. Hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Sài Gòn 10.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Dừa 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Dừa có uống nước thì dừa có cái gì? Dừa 1 Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Dừa 1 Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Dương một Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, hồng 20.000 một cân. Dương một Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân. Dương một Sài Gòn 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, rượu 15.000 một cân, quảng 10.000 một cân, hồng 20.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân. Rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một quả. Dừa 1 Sài Gòn 10.000 một cân, hồng 20.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt 15.000 một cân, rượu 15.000 một cân, dừa 10.000 một cân, hồng 20.000 một cân, cam. Dừa 1 Sài Gòn 10.000 một cân, hồng 20.000 một cân, cam 15.000 một cân, quýt
15 nghìn một cân. Điều 15 nghìn một cân. Dưa 10 nghìn quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân. Hồng 20 nghìn một cân. Cam 15 nghìn một cân. Quýt 15 nghìn một cân. Điều 15 nghìn một cân. Dưa 10 nghìn một quả. 15 nghìn một cân. Dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân. Hồng 20 nghìn một cân. Cam 15 nghìn một cân. Dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân. Điều 15 nghìn một cân. Dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn. Điều 15 nghìn một cân. Dưa 10 nghìn một quả. Quýt 15 nghìn một cân. Điều 15 nghìn một cân. Dưa 10 nghìn một quả. 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả, dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, hồng 20 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, quýt cân, cam 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, hồng 20 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Nó còn có mấy thùng phở rồi chị nữa thôi. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, hồng 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, hồng 20 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, 10 nghìn một cân, hồng 20 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, hồng 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, hồng 20 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, hồng 20 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, hồng 20 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10 nghìn một cân, hồng 20 nghìn một cân, cam 15 nghìn một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Một cân, quýt 15 nghìn một cân, điều 15 nghìn một cân, dưa 10 nghìn một quả. Dưa ngọt Sài Gòn 10. Chị có để tránh ra không? Thank you.
Bỏ cá. Thank you.